Đình Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu, mùng 2 tháng 10 năm 2015. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng, vừa được bệnh viện Mayo Clinic ở uh, uh, tiểu bang Minnesota cho phép được rời khỏi bệnh viện sau khi khám chữa mà văn phòng của ngài nói rằng đây là một cuộc khám uh, sức khỏe tổng quát định kỳ. Đức Đại Lai Lạt Ma rời khỏi bệnh viện vào tối hôm thứ Tư vừa qua và sau đó đã đến gặp gỡ các đại diện của cộng đồng người Tây Tạng ở Minnesota. Lãnh tụ tinh thần của dân tộc Tây Tạng năm nay 80 tuổi và hồi đầu tuần này, Ngài đã bãi bỏ kế hoạch đi thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 theo lời khuyên của các bác sĩ rằng Ngài nên nghỉ ngơi vài tuần lễ. Văn phòng của Đức Đại Lai Lạt Ma lẫn bệnh viện Mayo Clinic không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến sức khỏe của Ngài. Liên quan đến cơn bão Quyên, thưa quý khán giả, tin của hãng thông tấn UPI cho biết là cơn bão này bây giờ được xem là cơn bão số 4 và vô cùng nguy hiểm cho các khu vực mà bão có thể đánh vào với sức gió lên tới 135 dặm một giờ. Bản tin dự báo thời tiết cho biết là cơn bão Quyên còn có thể tăng tốc độ trong vài ngày sắp tới tất cả những cư dân của hoa kỳ nằm tại các tiểu bang dọc theo miền đông của nước mỹ đã được báo động khi cơn bão đã chuyển hướng qua phía bắc và có thể sẽ đổ mưa to gió lớn vào carolina và khu vực new york hầu hết các tiểu bang từ north carolina cho tới connecticut đã được lệnh báo động và họ nói rằng đây là một lệnh báo hiệu cho biết là tín hiệu không an toàn Riêng tại Virginia, North Carolina và New Jersey đã ra lệnh uh, tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Ở dưới dự báo thời tiết còn so sánh cơn bão Hurricane này có thể có sức tàn phá ngang hàng với bão Sandy đã đánh vào New York và New Jersey cách đây 3 năm khiến cho trên 120 người thiệt mạng và tài sản thiệt hại lên tới khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Cái vụ nổ súng đêm hôm qua ngay tại Oregon đã trở thành một tin tức quan trọng đối với nước Mỹ và với thế giới. Và sáng ngày hôm nay thì tin hoãn thông tấn UPI cho biết là hung thủ tên là Chris Harper Maxer đã hỏi tất cả những nạn nhân trước khi bắn rằng những nạn nhân này có phải theo đạo thiên chúa hay không. Tối thiểu là một người đã bị thiệt mạng và một chục người bị thương khi tay này nổ súng vào một cái trường học tại tiểu bang Oregon. Các nhân chứng nói rằng khi mà tay cầm súng hỏi những người nạn nhân rằng Are you a Christian? Nếu câu trả lời là yes, thì tay này dùng súng bắn vào đầu. Còn nếu mà những người này bảo là không, thì tay này dùng súng bắn vào những bộ phận khác trong cơ thể. Cảnh sát thì nói rằng họ đã hạ bắn hạ tay hung thủ này. Tuy nhiên tin của đài CNN mới đây nhất cho biết là họ vẫn chưa xác nhận được rằng hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết hay là tự sát. Uh, thưa quý vị, uh, những người hàng xóm của tên này cho biết là y là một người đã sống và lớn lên tại thành phố Los Angeles của miền Nam California và vừa mới đổi qua Oregon định cư một thời gian gần đây và là một người rất mê internet. Cơ quan điều tra liên bang hiện nay đang tìm hiểu thử xem uh, tay hung thủ này có phải là người thường xuyên vào một cái mạng lưới có tên là Forchan để nói về những cái tổ chức không nêu tên mà có những hành động bạo lực tại nước Mỹ hay không. Vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ bắn thì Tổng thống Barack Obama đã lên truyền hình và ông bày tỏ sự tức giận yêu cầu người dân Mỹ là hối thúc quốc hội thông qua luật kiểm soát về súng. Lãnh đạo tòa Bình Úc xuất hiện trên truyền hình với một vẻ mặt rất là ảm đạm. Ông nói rằng người Mỹ đã trở nên vô cảm đối với điều mà ông mô tả là trở thành chuyện thường ở nước Mỹ khi không còn ai xem cái việc nổ súng chết người là quan trọng nữa. Ông kêu gọi cử tri của nước Mỹ hãy nhớ những người nào, những ứng cử viên nào mà ủng hộ về luật súng và những người nào chống luật uh, kiểm soát súng để còn bỏ phiếu nhằm mục đích tạo sự yên ổn cho Hoa Kỳ. Sau cái vụ bắn tại Oregon ngày hôm qua, thì uh, thưa quý vị. Ở đây CNN đã trích thuật một cái số liệu của Center for Disease Control and Prevention cho thấy một con số quả tình rất đáng ngại là từ năm 2004 cho tới năm 2013 tổng số người Mỹ bị chết vì súng tại nước Mỹ hoặc là do bắn nhau hoặc do bạo động hoặc là do tự sát hoặc là do vô tình con số lên tới 316.000 người. Trong khi đó, thì cũng thời gian này từ năm 2004 cho tới năm 2013, số công dân Mỹ mà bị thiệt mạng do quân khủng bố sát hại nằm ngoài nước Mỹ là 277 người. Cũng thời gian này, 2004 cho tới 2013, tổng số người bị chết trong nội bộ nước Mỹ vì những hành động khủng bố chỉ có 36 người mà thôi. Cái sự khác biệt giữa 316.000 người với hai con số nhỏ 277 chết tại hải ngoại vì khủng bố và 36 người trong nội địa chết vì khủng bố. Đây là một sự khác biệt khổng lồ. Liên quan đến tình hình tại Syria, các thành viên của Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu chống nhà nước Hồi giáo ISIS, gồm có Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên thuộc khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đã kêu gọi Nga ngừng không kích và cáo buộc Nga là đánh vào phe đối lập và thường dân của Syria. Tuyên bố chung của Mỹ và Liên minh nói rằng hành động không kích của Nga chỉ làm tăng thêm chủ nghĩa cực đoan mà thôi. Bộ Ngoại giao Nga lập tức lên tiếng nói rằng họ chỉ tấn công lực lượng ISIS-ISIS và cuộc không kích này có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Không quân Nga bắt đầu không kích vào Iraq, à, xin lỗi quý vị, vào Syria vào hôm thứ Tư vừa qua. Ngoài trưởng Nga là ông Lavrov thì cho biết là Nga đã nhắm vào mục tiêu các nhóm khủng bố tương tự như Liên quân Hoa Kỳ đã dẫn đầu cuộc không kích về những lực lượng này. Và Nga bác bỏ cho rằng nước Nga đã hậu thuẫn cho quân đội của Syria. Thưa quý vị, nhưng mà tin tình báo của Hoa Kỳ cho biết là không quân của Nga chỉ đánh vào những địa điểm của những lực lượng Syria tự do chống lại Tổng thống độc tài An assad mà không nhắm vào bất kỳ một lực lượng Hồi giáo cực đoan ISIS-ISIS nào cả. Và tin tình báo cũng cho biết là quân Nga đã đưa cả trực thăng vào những căn cứ tại lãnh thổ của Syria để hậu thuẫn cho chế độ của nhà độc tài Al-Assad. Trở lại tình hình của khu vực Biển Đông thì Hoa Kỳ đã thực hiện một phần chính của chiến lược xoay trục Á Châu và ngày hôm qua đã đưa một hàng không mẫu hạ nguyên tử là USS Ronald Reagan đến căn cứ hải quân Yokosuka ở bên Nhật Bản và chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ dùng nơi này là căn cứ mới. Bản tin của Đại tướng nói Hoa Kỳ nói rằng, ngoài mục tiêu phát huy sức mạnh của Mỹ ở Á Châu, việc đưa chiếc USS Ronald Reagan còn có mục đích chứng tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản là ông Abe nhằm nới rộng vai trò của quân đội Nhật ở trong khu vực Biển Đông. À, hàng không mẫu hạm này à, chở 5.000 sĩ quan và binh sĩ, với hơn 69 đấu cơ phản lực tối tân là trọng tâm của chiến lược xoay trục Á Châu của Tổng thống Barack Obama và cũng nhằm đúng chống lại thái độ lấn lướt của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã quyết định tăng cường hợp tác với nhau để bảo đảm an ninh hàng hải. Tại cuộc họp đầu tiên của cấp ngoại trưởng giữa ba nước diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York tuần vừa rồi, Ngoại trưởng nước Mỹ là ông John Kerry cùng với hai vị tương nhiệm là ông Suma của Ấn Độ và ông um, Shike, Kishida của Nhật Bản nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải, tự do lưu thông thương mại và tuân thủ luật lệ quốc tế cũng như giải quyết tranh chấp lãnh hải một cách ôn hòa. Ấn Độ và Hoa Kỳ không vướng vào những cuộc tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông, nhưng mà cả hai nước đều xem việc bảo vệ quyền tự do hàng hải Biển Đông là lợi ích quốc gia của mình và tin mới nhất cho biết là Hải quân Ấn Độ sáng ngày hôm nay đã đưa một tàu chiến đến thăm cảng Đà Nẵng trong chiến lược mà sẽ hợp tác quan hệ song phương của quân sự với Việt Nam để phối hợp hành động giữa Hải quân của hai nước và thưa quý vị cuối cùng thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 cái này đúng 3 năm thì sĩ Nguyễn Trí Thiện đã vĩnh viễn ra đi Tuần lễ này kể từ ngày hôm nay thứ 6 mùng 2 tháng 10, ngày mai thứ 7 mùng 3 và ngày 1 là ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Sẽ có 3 sinh hoạt chính nhằm mục đích tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Trí Thiện. Các tổ chức đứng ra thực hiện buổi lễ tưởng niệm này gồm có Nguyệt San Diễn đàn Giáo dân, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, nhóm Joang, Tiền Hô và Ban Tù Ca Xuân Điềm. Ngày hôm nay thì sẽ có một lễ viếng nơi đặt cho cốt của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tại nhà thờ Chúa Kitô ở thành phố Garden Row. Ngày mai sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho uh, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tại trung tâm của diễn đàn giáo dân ở thành phố Westminster. Và ngày chủ nhật sẽ có một buổi thuyết trình thơ và nhạc tưởng niệm cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện được tổ chức tại Westminster Civic Center cũng tại thành phố Westminster. Ngoài ra thì có một nhóm trẻ dự trù sẽ ra một đĩa nhạc với chủ đề là sẽ có một ngày lấy từ ý bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trí Tiện. Sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng vứt cùm vứt cờ vứt đảng bỏ lại khăn tang xoay ngang vòng nạn oan khiên về với miếu đường mồ mả ra tên mấy chục năm trời bức bách lãng quên bao nhiêu thù hận tan vào hương khói sống sót trở về phúc phận an thân kẻ bùi ngùi hối hận kẻ kính cẩn dâng lên này vòng hoa tái ngộ đặt lên mộ cha ông khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng giấc mơ của cố thi sĩ nguyễn trí thiện là ngày nào đấy chế độ cộng sản sẽ bị đánh tan trên đất nước việt nam để cho một à, mầm trinh nguyên sinh ra đời đó là một đất nước việt nam dân chủ và tự do nhân quyền ông dùng cái tả trắng để biểu tượng cho một cái kỳ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Và cũng ngày mai tại uh, Big Family ở thành phố Westminster, miền Nam California sẽ diễn ra tang lễ của uh, nhà văn Võ Thiếp Phiến. Ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 9 vừa qua tại miền Nam California. Và lúc 2 giờ trưa ngày mai ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, các bạn văn, các thân hữu của nhà văn Võ Phiến sẽ uh, tổ chức một lễ tưởng niệm ông ngay tại Pick Family và những người tham dự sẽ được nghe những bài nhận định và những tình cảm của họ đối với một nhà văn tài hoa vừa mới vĩnh viễn bỏ nền sinh hoạt văn học của Việt Nam và những người yêu sách để đi vào một cõi khác. Chúng tôi ước mong rằng những quý khán giả đang sống tại miền Nam California sẽ bỏ chút thời giờ đến tham dự những buổi sinh hoạt nhằm tưởng niệm 3 năm dỗ của cố thi sĩ Nguyễn Trí Thiện và nhà văn Võ Phiến xin kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình điểm tin sáng thứ hai tuần tới